Hôm nay mình giúp gì được cho nhỉ? Em đang tính đầu tư một cái là ở quận 9 với lại quận 2. Ừ. Em thì thật ra là tài chính của em nó cũng vừa phải thôi, nó cũng không có nhiều. Em đang xin hỏi anh là chỗ nào thì cái tiềm năng tăng giá sẽ tốt hơn anh? Bây giờ cái tầm tài chính của em là có bao nhiêu tiền? Dạ hiện tại bây giờ tiền mặt của em là khoảng 8 tỷ. Ừ. Cái dòng tiền của em một tháng rồi vào khoảng 900 triệu. Tính em thì nó lại cũng máu đầu tư lắm anh. Cho nên là em tính mua hai nơi, nhưng mà hai nơi thì nó hơi nặng tiền quá. Đúng rồi. Anh nghĩ là mua tập trung một nơi thôi. Giờ nếu mà mình đầu tư thì là em sẽ muốn đầu tư để ở hay chỉ để đầu tư không thôi? Em đầu tư không nè. Nếu mà quận 2, quận 9 em đã tìm ra được cái vị trí nào mà em quan tâm chưa? Dạ rồi, em đang có hai miếng luôn rồi. Một miếng là ở quận 2 á, 274m. Rồi. Thì có dãy phòng trọ đó rồi. Thì hiện tại dòng tiền ở bên đó là đang thu được khoảng 40-42 triệu một tháng. Anh đang nhìn thấy cái mặt đường ở đây, cái vị trí của mày là đường Nguyễn Duy Trinh. Ở đây là mặt đường hay đi vào trong ngõ? Dạ đúng rồi anh, mặt đường luôn anh. Nhưng mà nó là đường nội bộ, đường số anh. Hiện tại nó chỉ có khoảng 6m thôi, nhưng mà hai ô tô vẫn đi vào được. Thì sau này cái đường đó thì nó sẽ quy hoạch là 12m. Em đang đứng ở cái chỗ này là cái nhà này luôn à, hay là vị trí khác, hay là phải đi vào đường số 5 một đoạn nữa? Cái số nhà là số 30 á, em định vị đó là cái số 46, nó ngay đó luôn á. À, ra 30 là đi vào một tí nữa đúng không? Nhìn nhưng mà như vậy cái đường này là hơi nhỏ này, để giải tỏa cái đường này như ở Việt Nam mình là không dễ, mặc dù là ô tô vẫn tránh nhau được đúng không? Dạ đúng rồi. Có tránh nhau được không? Hai ô tô được á, hồi chiều em có đi mà. Bây giờ giá nó định bán bao nhiêu em? Dạ nó bán là 60 triệu mét á. Thế như vậy khoảng tầm 15 tỷ à? Dạ khoảng 16 tỷ. Bây giờ ở chỗ xung quanh, từ chỗ này mà ra Thủ Thiêm thì tương đối. Ưu điểm ở cái chỗ này là anh nhìn thấy là thứ nhất là nó đất vẫn là đất quận 2. Số 2 nữa là sao là xung quanh là dân cư rất là kín. Số 3 nữa là sao, nếu mà em mua cái căn mặt đường ở chỗ đường số 5 này thì anh nghĩ rằng trở thành hợp lý. 60 triệu không phải là đắt, nhưng bảo rẻ thì cũng không hoàn toàn. Em có định vay ngân hàng không? Dạ có ạ. Bây giờ mình có 8 tỷ này, thì sau đó thì em vay khoảng tầm 8 tỷ nữa đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà chắc em phải vay nhiều hơn anh. Em vay chắc phải hơn chục tỷ anh ạ. Nhưng em định vay ngân hàng nào? Dạ em vay bên VIB hoặc là bên BV Combank anh. VIB thì nó cho em vay là 8%. 8% có ân hạn gốc và lãi không? Dạ có. Gốc và lãi cho vay bao lâu? Dạ 8% là lãi anh, còn ân hạn gốc là 3 năm anh. Thế là ngon đấy nhỉ. Nếu mà như vậy thì bây giờ mình vay là khoảng 10 tỷ, như vậy một năm là 800 triệu mà chia cho 12 tháng thì mỗi tháng là được khoảng tầm là 85 triệu một tháng đúng không em? Đúng, chính xác anh. Vậy 85 triệu một tháng mà với cái dòng tiền của em là anh thấy là hợp lý đấy. Ok. Chỉ có điều rằng là mới đầu anh tưởng là cách 100m sau cả đường Nguyễn Duy Trinh như này, nhưng mà như thế này lại thấy là cũng hơi xa đấy. Mặc dù anh nhìn thấy xung quanh đường vẫn vào được, nhưng mà chắc chắn là cái giá của em sẽ khó hơn nếu mà nó gần mặt đường Nguyễn Duy Trinh đúng không? Mặc dù nó gần đường 42 này, hai đường thông ra. Ok, mua vẫn lãi thôi, nhưng mà kể ra mà nó gần đường Nguyễn Duy Trinh hơn thì tốt. Rồi, cái căn số 2 là bao nhiêu? Là nó nằm ở đường D3. Rồi, ok, bây giờ anh nhìn cái lô của em rồi. Bây giờ là đối diện đường Đỗ Xuân Hợp đi vào này. Dạ đúng rồi. Đây, cái đường này là ngày xưa anh hay đi này, anh đi vào anh hay đứng ở cái chỗ cầu Dốc Trời này. Bây giờ cái lô này bao nhiêu em? Cái lô đó là em mua luôn á là 12 tỷ 650. Bao nhiêu mét vuông? 5 x 22. 5 x 22 135 mét vuông. 135 mét vuông. Em tính ra như vậy là 1 mét vuông bao nhiêu tiền hả em trai? 93 triệu ạ. Cái này là mặt tiền đường của đường D3 chứ đúng không? Dạ đúng rồi anh, đúng rồi. Cái lô này đẹp hơn này. Cái lô này anh lấy có mấy cái key mà cái lô này nó trở thành đẹp hơn. Số 1 đó là mặt tiền đường, và cái mặt tiền đường của D3 đâm thẳng ra đường Đỗ Xuân Hợp và Global City. Cái số 2 nữa là sao, nó có cái kênh này rất là đẹp này. Nếu mà em mua ở chỗ này mà đi ra ở chỗ cái bờ kênh và công viên ở chỗ bờ này là đi ra chỉ khoảng tầm 20m thôi. Cứ chỗ nào nó gần nước và gần công viên ấy thì cái giá trị nó tăng lên. Đấy thì nó bất hơn so với cả cái chỗ kia. Cái chỗ kia ấy nó nằm ở trong quận 2 nhưng nó dở thì là cái đường mà D5 của em nó sâu quá. Và thứ hai nữa là sao, là xung quanh nó không có cảnh quan, tức là nó không có công viên, nó không có sông. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là sao, Global City ở bên Techcombank người ta đổ toàn bộ tiền để bứt cái khu này lên. Cái bên Global City hôm trước anh xem cái lô góc trên mặt đường Đỗ Xuân Hợp là một lô góc 176m2 là bán 91 tỷ, mà trong cái đó là đấy, đối diện luôn cái lô đấy là ngày xưa là đất của nhà anh, là anh mua là đúng là có 16 triệu này. Em thấy kinh không? Năm 2014 là anh mua 16 đến 18 triệu mặt tiền đường, lô ở bên trong là 14, anh tổng cộng là có khoảng tầm 600m2 mặt tiền đường đối diện luôn cái lô 91 tỷ. Mà bây giờ em nhìn thấy sau một thập kỷ từ 2014 cho tới năm 2024, giá từ 16 triệu mà bây giờ lên tính ra là gần hơn 400 triệu một mét vuông. Và mình đi cạnh chỗ khu này thì chắc chắn đất nhà em 12 tỷ, anh nghĩ về sau phải lên thành 30 tỷ. Nếu bây giờ em bỏ ra khoảng tầm là 4-5 tỷ, em vay khoảng tầm 5-6 tỷ, em mua cái lô này, thậm chí em vay chỗ này khoảng tầm là 8 tỷ, em bỏ ra 4 tỷ, em mua cái lô này. Anh nhìn thấy từ bây giờ đến cuối năm là chắc chắn em lãi này. Dạ, khu này quá đẹp, khu này gần Global City, mình đang theo được Global City luôn. Đúng rồi, mà bây giờ là Global City là Techcombank là nó phải đẩy rất là mạnh. Ok, theo cái lô này nếu mà được là dứt điểm đấy em ạ. Cái lô này chắc chắn đẹp hơn lô kia. Thật ra cái lô này là em đã cọc rồi, mà em cọc ít thôi, mới cọc 500 thôi. À.
Cái lô này thật ra là em cũng may mắn á, tại vì cái ông chú này á, ổng cũng kẹt tiền á, ổng quan hàng á. Nhưng mà ở cái nhà này nè, thì nó đang bị vướng duy nhất một cái thôi. Cái hiện trạng của nó sẽ không có giống như sổ. Nó không giống như sổ thì... là sao em? Là ngày xưa á, ổng xây cái kiểu nhà này là giống như là cái mẫu A đi. Nhưng mà cuối cùng cái thằng kiến á nó lại hoàn công cho ổng cái mẫu B. Rồi, anh hiểu rồi. Dạ đó, cho nên là nó bị sai cái phần đó. Thì em có hỏi á, thì thật ra là cũng không vấn đề gì, thì vẫn xử lý được. Nhưng mà nó sẽ bị hơi vướng tí xíu cái chỗ ngân hàng thôi. Thì cái chỗ ngân hàng á, thì em hỏi ra á, thì nếu mà xảy ra cái trường hợp này á, thì cái bên định giá họ sẽ không công nhận cái tài sản trên đất, mà họ chỉ công nhận cái tài sản gọi là đất thôi, chứ không có công nhận cái nhà. À rồi, anh hiểu đó, rồi. Dạ, dạ, đó, đó. Như vậy là mình sẽ vay ít hơn được một chút đúng không? Dạ. Nhưng mà vẫn đẹp các bạn, cái vị trí này rất là đẹp. Nếu mà mặt đường D3 như thế này, cách so với cả cái kênh này chỉ khoảng tầm là 20-30 mét và đâm thẳng ra Global City thì chắc chắn là cái mua này lô này tăng giá này. Thôi rồi, ok, duyệt lô này nhá, gật đầu lô này đi. Như vậy là đẹp rồi. Dạ rồi, ok. Để em hỏi luôn anh một cái câu nữa, tại vì em coi rất là nhiều cái video của anh á, thì anh nói cát lái nó rất là tiềm năng. Đó thì hiện tại hôm bữa là em cũng me một cái lô cát lái nó khoảng 8.4 tỷ. Nó nằm ở vị trí nào? Dạ. Nó nằm ở gần cái khu mà phố Đông á. Phố Đông Village á. Phố Đông rồi, phố Đông anh biết rồi. Thì giá bao nhiêu em? Giá đó, khu đó là hiện tại nó đang bán là 75 triệu mét vuông anh. 75 triệu mét vuông. Cái lô này bao nhiêu mét vuông em? Dạ 119 anh. 119 mét vuông. Như vậy là 8 tỷ à? Dạ 8 tỷ, 8 tỷ tư á. 75 triệu thì nó không phải là đắt, nhưng mà rõ ràng cái vị trí này mình nhìn thấy ở chỗ này nó không có cái yếu tố để tạo ra sự bứt phá. Số 1 đó là bởi vì là nó không có cái khu đô thị giống như Global City. Số 2 là xung quanh là nó không có kênh và sông. Và thứ số 3 nữa là sao? Cái đường Đồng Văn Cống bây giờ xe nó vẫn tắc. Để mà giải quyết đường Đồng Văn Cống anh nghĩ là phải khoảng mất 5 năm đến 10 năm nữa. Chỗ này là vẫn tăng giá thôi, nhưng mà rõ ràng vị trí của mình là đi vào trong ngách ở đường bên trong. Mà thứ hai là hạ tầng ở đây nó xây trong xấu lắm, không ăn thua. Ngoại trừ là mình mua với cái giá ví dụ như là khoảng tầm 50 triệu thì anh thấy hợp lý. Rồi ok, với ba vị trí của em thì anh nhìn thấy là hai cái số 1 với cả số 3 của em nó đều nằm ở trong khu dân cư nhiều quá. Nằm dân cư nhiều quá thì cái hạ tầng của nó để mở đường rất là khó, đúng không? Thứ hai là nó không có cái điểm nhấn để tạo ra sự đòn bẩy. Cái vị trí mà ở trường đường Đỗ Xuân Hợp nó có hai đòn bẩy cùng một lúc. Một đó là cả cái kênh công viên trước mặt, và số 2 nữa là sao, là đối diện mình, đó là cái nơi mà bán giá gấp 5 lần mình. Thì khi mà nó đẩy cái chỗ đấy tạo ra khu dân cư, rồi là hát hò, rồi là nhạc nước thì có phải toàn bộ cái chỗ này nó tăng giá không? Và tăng giá anh nghĩ là theo tháng này. Dạ dạ. Nếu bây giờ các bạn có tài chính đầu tư tốt thì các bạn sẽ nhận thấy là quận 2, quận 9 là một trong những nơi tốt nhất. Cái lý do mà tại sao chúng ta nhìn thấy trong Nam trong thời gian tới đang rất là tốt là bởi vì hiện tại bây giờ bất động sản trong Nam ở một số vị trí đang rẻ hơn so với ngoài Bắc của chúng ta. Đấy là cái điều số 1. Cái số 2 nữa là sao? Tháng 7 năm 2024 khả năng cao là cái nghị định mới về luật đất đai thông qua, là kiều bào của chúng ta sẽ được mua bất động sản. Và đặc biệt là mua được bất động sản ở trong thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất là nhiều, bởi vì năm 2023 thôi, riêng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đã là khoảng tầm 9,5 tỷ đô la Mỹ. Và bởi vì như vậy thì mình tin rằng là sau ngày 1 tháng 7 thì cái dòng tiền đổ vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở nên rất là mạnh. Và nếu các bạn biết đầu tư và đầu tư an toàn, chúng ta có sổ tài chính giống như mình vừa mới chia sẻ với các bạn sau, nếu mà bạn lựa chọn để đầu tư cái vị trí số 2 ở đường Đỗ Xuân Hợp với giá 12 tỷ thì mình tin rằng trong thời gian tới, từ bây giờ đến cuối năm, nó có thể lên tới gần sắp xỉ 20 tỷ. Và một ngày đẹp trời sau đó khoảng tầm 3 đến 5 năm, nó có thể gấp 3 lần số tiền của bạn ấy, là 12 tỷ lên thành 30 tỷ. Thì khi các bạn đầu tư hiệu quả, các bạn thấy thay đổi không chỉ một lần cuộc sống của mình mà thay đổi 3 thế hệ của một lúc. Nếu các bạn thấy video clip này thực sự giá trị và thay đổi cuộc sống của chúng ta, hãy ấn vào nút đăng ký subscribe, đăng ký ngay bây giờ để xem tiếp những chương trình của mình trên YouTube. Đăng ký ngay bây giờ.